Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của hành khách về chất lượng dịch vụ năm 2018 cho thấy, cảng hàng không Cát Bi đứng đầu, Tân Sơn Nhất đứng cuối bảng về chất lượng dịch vụ trong 6 cảng hàng không được khảo sát. Kết quả được Cục Hàng không công bố vào ngày 11 tháng 3 sau khảo sát từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018 tại 6 cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc và Cát Bi. Kết quả đánh giá dựa trên 25 tiêu chí đánh giá về sự hài lòng của hành khách đối với 7 khu vực của cảng hàng không, bao gồm khu nhà ga đi, khu làm thủ tục hàng không, khu soi chiếu an ninh, khu công an xuất nhập cảnh, phòng chờ ra máy bay, nhà ga đến và phương tiện giao thông công cộng. Ở tất cả các tiêu chí, hành khách đều đánh giá chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không Cát Bi đứng vị trí cao nhất với điểm trung bình 4,56 điểm, đứng cuối là cảng hàng không Tân Sơn Nhất với số điểm 3,96. Và cũng tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.